nó vừa đến nó đi trên lầu kìa. Nó đang đi á, nó người Hồng Kông đó, tao vừa nói chuyện nó đó, nhưng mà tao chưa đề cập tới cái áo. Mày hỏi mấy thằng đó, hai cái thằng ngồi ngoài với thằng này. Tao chưa nói là về cái vụ cái áo. Rồi. Nhưng mà nó người Hồng Kông, tao ở bay ở đâu với nó, ở đâu người Hồng Kông đúng không? Mình nói chuyện với cái áo, mình nói chuyện với con trai tiện hơn. Duyên gái lưu xin của mấy thằng kia kìa. Nó giật còn mạnh hơn thằng này nữa mà sau đuối sức để thu lại. Cái đó kia là cái thằng một đỉnh đô đó. À đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó Việt Nam nó ra lên Việt Nam. Bán kết hai cái là bán kết nữ nam thì bán kết. Kia là thắng cái bảng số 4 cái thằng như kia nữa. Đó góc có hai thằng ngồi ở góc dưới. Với thằng đang nó chuyền ra xong rồi nó nói nó chuyền cho nó. Cái đó nó có cái áo không? Hả? Muốn xin nó cái áo thì phải xong mới nói cho nó chuyền nó tụi nó. Hiện giờ thì cháu đâu biết tiếng Anh đâu. Thì bây giờ phải xong rồi. Rồi khoan hết trận này đi đấy. Ngồi sau nó. Rồi hết trận này đi. Không đánh nó thua rồi nên đánh bây giờ đó để ngồi sau nó tao mới nói mày nó ngồi phía sau nó để nói chuyện với nó. Lật sai bảng số rồi. Lật sai số nãy rồi. Thấy kỳ kỳ nãy giờ rồi. Đâu vậy cái điểm của số này. Ê, thằng Thanh này có thể ở Việt Nam không? Việt Nam, Trung Quốc. Wow. Oh, 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 oh
giờ mình đâu có bật flash được đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ xét này nó đánh xét sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiểu như một chó nên là đánh đối phó để tìm đồ chiều thằng khác đối phó thì là đánh thương tiếp chứ. Đưa này.